Vào trung tuần tháng 7 vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai cho biết một bệnh nhân quê ở Hà Tĩnh uống nhầm rễ cây lá ngón đã tử vong sau một thời gian điều trị. Theo tiền sử, ngày 4 tháng 7, bệnh nhân uống nước thuốc sắc từ rễ cây phơi khô. Rễ này được cho là chữa bệnh đau đầu, mất ngủ, được đào trong rừng. Sau khi uống xong 10 phút, bệnh nhân bị méo miệng, mệt lả, dần dần suy giảm ý thức. Ngay lập tức bệnh nhân được đưa đến trạm y tế xã, sau đó được chuyển lên tuyến trên. Dù đã được điều trị tích cực, song bệnh nhân đã không qua khỏi. Từ vụ việc này có thể thấy, chính tâm lý chủ quan cho rằng cây thuốc nam, thuốc đông y có nguồn gốc thảo dược lành tính đã khiến không ít người trở thành nạn nhân khi tự ý mua và sử dụng các loại cây thuốc nam không rõ nguồn gốc. Tôi cũng đã từng là tìm hiểu trên cái mạng xã hội về các loại cây thuốc nam để chữa các cái bệnh tuổi già cho bố mẹ. Nhưng mà từ khi biết được cái thông tin về cái sự việc là uống nhầm rễ cây lá ngón và gây tử vong, thì tôi nghĩ là cái việc mà tự ý mua các cái loại cây thuốc nam ở trên mạng xã hội, tràn lan trên mạng xã hội là rất là nguy hiểm. Bởi vì mình không biết được cái nguồn gốc xuất xứ của những cái loại cây thuốc nam đó nó từ đâu. Dù đã được các cơ quan chức năng cảnh báo, xử lý, nhưng thời gian qua, các quảng cáo về các nội dung thuốc nam, thuốc đông y vẫn xuất hiện dày đặc trên các mạng xã hội. Tin vào những lời quảng cáo có cánh nên không ít người đã đặt mua về dùng mà không hỏi ý kiến của bác sĩ, cũng không nắm rõ thành phần của các loại thảo dược là gì, công dụng ra sao. Vì vậy, phải nhận những hậu quả đau lòng do bỏ lỡ giai đoạn vàng để điều trị. Bác sĩ Phan Việt Song, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Tĩnh khuyên cáo, để tránh những hậu quả đáng tiếc, người dân không nên đặt cược sức khỏe, tính mạng của mình vào những bài thuốc nam trôi nổi, không đảm bảo về nguồn gốc, chất lượng được quảng cáo, chào mời trên các trang mạng xã hội. Tốt nhất là phải đến cả bác sĩ, nếu muốn uống thuốc về y học cổ truyền thảo dược thì đến cả bác sĩ có chuyên ngành về y học cổ truyền để học kê đơn để phù hợp với bệnh mình. Hai là nếu dùng trên mạng hay thì phải là kiểm tra cả công ty đấy, và cái kiểm tra cái thuốc mình có cái đăng ký lưu hành và được đảm bảo an toàn của cơ quan y tế. Đấy là thực hiện được đối với Việt Nam mình là về có thì giấy phép của Bộ Y tế khi nào mình chúng ta nên dùng. Và hai là khi mình dùng thì mình cũng phải hỏi họ để chất vấn họ lại về những cái giấy phép này, những cái tiêu chuẩn an toàn để mình dùng. Nếu mà họ cũng đưa ra những cái này thì tốt nhất là không mua những cái hàng trôi nổi trên mạng. Như vậy, khi tìm mua các loại thuốc nam, người bệnh nên đến những địa chỉ uy tín được cấp phép. Trước khi mua thuốc phải tra cứu kỹ thông tin ghi trên bao bì sản phẩm, và tốt nhất là nên có chỉ định của bác sĩ. Tuyệt đối không tin vào những lời truyền miệng hay những quảng cáo thiếu căn cứ để rồi phải trả giá đắt bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng của chính mình.